Mi ăn kia nước dừa, cái món này đang hot lắm luôn á. Mà nguyên liệu thì có gì đâu, chỉ có bột mì thôi. Hôm nay mình dùng hai bịch bột mì luôn nè. Hôm bữa làm thử nửa ký bột á thấy ít quá, bữa nay mình làm luôn 1 ký. Cứ 1 ký bột á thì mình sẽ nhồi với 600 ml nước, sau đó ủ bột 1 tiếng nè. Bây giờ thì mình sẽ đem đi rửa, rửa khoảng 3-4 lần nước cho nó sạch cái phần bột này, chỉ còn lại cái phần mì căn thôi, và cái nước phải thiệt là trong luôn. Mình cắt nhỏ ra, sau đó quết mớ dầu ăn lên trên mấy đôi đũa để mình cuốn mì căn vào thì nó sẽ không có bị dính vào trong đôi đũa. Kẹp cái đầu vô hai chiếc đũa, sau đó quấn lại rồi kẹp cái phần đuôi vô giữa hai chiếc đũa luôn. Quấn xong hết rồi nè, nhìn mấy em trắng nõn trắng nà, rồi đem đi luộc trong vòng 15 phút nha. Vớt ra cho vào trong cái thau nước lạnh cho nó nguội nguội bớt, rồi mình sẽ tuốt lấy đồ đũa ra. Tới khúc này là tao nói nhìn nó giống như là cái ruột heo vậy đó, chứ như vàng điệu hai mặt. Rồi bây giờ mình sẽ cháy tỏi hành, cho vào nước tương, hạt nêm, bột ngọt, một muỗng vị hương, tương ớt, rồi khuấy đều lên, cho thêm 200 ml nước dừa nữa. Đây là lần đầu tiên mình làm cái món mì căn này luôn á, mà công nhận nhìn nó cũng rất là hấp dẫn luôn á các bạn. Rồi bạn nào ăn cái thì cho thêm một ít ớt bột vô nữa nha. Trời ơi, cắn một miếng cho nó dai dai nè, mặn mặn ngọt ngọt, ăn với cơm nó hết sảy luôn.